chiều. Đây mới có mấy tiếng bây giờ lại livestream tiếp về một cái chủ đề gần như nhau. Bởi vì là khi mình up video đó lên thì muốn muốn nói cho nó rõ ràng luôn, chứ không phải để mọi người lại không hiểu. Đây, để tôi nghe cái âm thanh hình ảnh xem nào. Hôm nay YouTube đã gửi đây rồi. Tôi nghe cái âm thanh hình ảnh xem nào. Rồi bên này thì nghe ổn rồi, không biết là mọi người đã nghe ổn chưa. Đấy, thì mọi người nếu nghe ổn rồi thì chỉ cần ấn phím 1 Enter cho tôi cái để chúng ta livestream luôn. Đấy, thì đây thấy mọi người vào đây rồi. Mình nói luôn để không mất thời gian của mọi người. Cái lý do mà mình muốn giúp Lộc phụ hồ á, lý do như này. Thực ra là mình thích Lộc từ lâu rồi, chứ không phải là bây giờ mình mới thích đâu. Mình thích từ lâu và mình cũng muốn gặp Lộc từ lâu rồi. À, nhưng mà bởi vì là mình cũng sợ mọi người nói là mình là lợi dụng Lộc ấy, cho nên mình không gặp, chứ đúng ra là mình thích Lộc từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ mình mới thích đâu. Mình theo dõi Lộc từ cái hồi mà kênh của Lộc chưa kiếm tiền, xong rồi đến cái đoạn làm mấy Trần Trần ấy, cô giáo các thứ, rồi sau này đi quay với các cô các nơi, rồi Bến Tre rồi các nơi, rồi cho đến Thủy các thứ. Nói chung là mình theo dõi kênh của Lộc từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ. Cái lý do vì sao mình muốn gặp Lộc, bởi vì cái hoàn cảnh của mình ấy và Lộc giống nhau rất nhiều thứ. Đấy, mình cũng là có bố nhưng bố mẹ lại ly hôn từ khi 3 tuổi. Đấy, nói chung hoàn cảnh của mình nói nó mất thời gian của mọi người. Mọi người cứ xem trên YouTube đấy, cái chương trình Cậu bé mồ côi thành ông chủ tập đoàn do VTC làm về tôi ấy, rất là hay, gần 1 tiếng đồng hồ làm rất là hay. Rồi Người đương thời do VTV1 làm về tôi thì mọi người sẽ hiểu, vì đỡ mất công nói lại. Thì mình cũng có một quãng thời gian đi làm phụ hồ như Lộc, mà thời gian mình đi làm phụ hồ chắc chắc là vất vả hơn Lộc. Thì hồi xưa mình thợ hồ nó không có máy móc như bây giờ, cho nên thực ra là mình muốn gặp Lộc từ lâu. Và nếu mình gặp Lộc mình sẽ giúp Lộc được nhiều chuyện, chứ không phải mỗi cái chuyện này đâu. Vì sao mình dám nói là mình giúp Lộc được nhiều chuyện? Bởi vì chúng ta biết là một người có giống hoàn cảnh như nhau. Đó, đi lên từ hai bàn tay trắng. Tôi thì bố mẹ ly hôn lúc tôi 3 tuổi. 3 tuổi nhá, chính xác 100% luôn là 3 tuổi. Đó, bởi vì đang có rất nhiều người chú ruột của tôi, rồi cô tôi, rồi bên nội bên ngoại tôi, rất nhiều người chứng minh cho cái lời nói của tôi, chứ không phải là tôi thích nói thì tôi nói, không phải. Đấy, nhưng sau đấy thì mẹ tôi có thêm 3 người em nữa. Và năm lớp 10 thì mẹ tôi lại mất. Cuộc sống của tôi rất là bi đát như thế, cho nên là từ hai bàn tay trắng, từ một hoàn cảnh mà họ nói tôi có thể sách bị đi xin, nhưng tôi đã vươn lên để trở thành một chủ tịch của các cái công ty thuộc thương hiệu Võ Đường Ngọc Hòa và rất là nổi tiếng trên báo chí truyền hình. Thì chính vì việc đó tôi có thể sẽ giúp cho Lộc trở thành một người thành đạt sau này. Nhưng có một số người bảo tôi PR tôi. Tôi nói với cái cậu nói cái câu đấy như này này. Nếu tôi có PR thì chả có gì xấu cả. Bản thân PR không có gì xấu. Cậu thử nghiên cứu lại PR xem là cái gì. Đó. Vì tôi muốn nói tôi để cho mọi người, những người chưa biết người ta hiểu. Thứ hai là để Lộc họ học Lộc cũng biết tôi là ai, để Lộc có đủ cái can đảm để gặp tôi, chứ không Lộc cũng không biết tôi là ai, không biết là người tốt hay người xấu, cùng hoàn cảnh hay không, hay là đến lợi dụng Lộc à, có giúp được cái trò trống gì hay không, ví dụ thế. Thì buộc mình phải giới thiệu về mình chứ. Chứ mình không giới thiệu về mình thì làm sao mà người ta biết mình là ai? Tự nhiên mình đi 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 tiếp người ta. Cho nên vì có những cái, trước hết là đúng ra là tôi phải cảm ơn hàng chục ngàn người đã vào ủng hộ Lộc. Đó, tôi rất biết ơn điều đó, bởi vì cái điều đó là cái động lực cho chúng tôi để tiếp tục làm mọi việc cho nó tốt hơn, để giúp Lộc những cái thứ khác, chứ không phải chỉ riêng cái vụ này. Đó, bởi vì trong cuộc đời nhiều thứ phải giúp lắm, chứ mỗi cái này. Cứ vào xem cái chương trình Cậu bé mồ côi thành ông chủ tập đoàn do truyền hình làm về tôi thì quý vị sẽ hiểu cuộc đời tôi đã phải trải qua những cái điều nó kinh khủng đến cỡ nào, thì chúng ta sẽ hiểu. Cho nên là như lúc trưa tôi đã nói, đây coi như một kiếp nạn của Lộc Phụ Hồ phải vượt qua, và Lộc hãy cố gắng, hãy yên tâm. Bởi vì mình luôn luôn tin một cái điều người ta nói, ông cha mình nói có một câu chuyện rất là hay là người ta nói là trong họa thì lại có phúc, trong phúc thì lại có họa. Đấy, và một cái câu chuyện người ta kể là có một ông bị mất ngựa, thì mọi người đến chia buồn với ông á, thì ông bảo ui chả có gì để buồn cả, ít hôm nữa con ngựa ông lại con ngựa cái mà nó dẫn thêm con ngựa đực nó đến, mọi người lại đến chúc mừng ông á, ông bảo ui chả có gì phải mừng cả. Em
Đến khi thằng con trai ông ấy cưỡi con ngựa đực nó nhảy, cưỡi lên con ngựa đực nó nhảy cho rơi xuống gãy chân. Thế mọi người lại đến chia buồn với ông bảo cũng chẳng có gì buồn cả. Nói tóm lại là không có gì phải chúc mừng, không có gì phải chia buồn hết. Thế đến lúc chiến tranh xảy ra thì con ông gãy chân không phải ra trận, nó người khác ra trận thì chết. Thì đấy là cái câu chuyện mình không nói là gì, nhưng rõ ràng là trong cái phúc có họa, trong họa có phúc. Cho nên là Lộc rồi Thủy rồi những ai yêu mến Lộc hãy yên tâm. Nói chung là tôi nghĩ là sẽ có cách giải quyết. Vấn đề là mình cần phải gặp Lộc, cần phải có bản hợp đồng thì mình mới làm việc với các luật sư được. Luật sư thì tôi nói thật là tôi quen rất là nhiều, chứ không phải mình bốc phét. Bởi vì sao? Tôi học luật, khoa luật của Đại học Quốc gia Hà Nội thì tôi quen rất nhiều. Và trong quá trình công ty tôi hoạt động vướng nhiều thứ, nói chung là có nhiều thứ nó ép mình, có những chuyện nọ chuyện kia thì mình cũng phải làm việc với luật sư, cho nên mình cũng quen rất là nhiều. Cho nên là cũng cũng cứ cứ phải có hợp đồng. Thì tôi mới gọi cho một luật sư thôi, bởi vì mình chưa có cái gì trong tay. Hợp đồng đấy cũng chỉ là trên mạng thôi, mình chưa có gì trên tay, mình cứ nói linh tinh với luật sư làm phiền người ta không nên. Cho nên là tôi cần phải có hợp đồng đó thì tôi mới làm việc với các luật sư khác. Còn hiện tại tôi mới điện thoại cho một luật sư duy nhất. Vì quý vị các bạn hiểu là luật sư nó cũng nhiều việc lắm. Nó nhiều việc, mình điện linh tinh cho nó nhiều khi nó không hay. Đấy, có những người họ rất là nặng tình với mình thì mình điện nó nghe máy ngay. Nhưng có những người điện nó không nghe. Đấy, có những người làm bên Bộ Tư pháp làm chức to đấy, tôi điện vẫn nghe máy. Nhưng mà em nói chuyện ngắn ngắn với anh, em đang bận, nó vẫn dành thời gian cho mình. Những cái vụ của Lộc tôi mới điện cho một luật sư duy nhất bởi lý do là tôi chưa có hợp đồng. Đấy, còn mấy cái ông mà chưa hiểu tôi thì lên Google mà tìm hiểu xem tôi là ai, đừng có vào nói linh tinh. Rồi, thế còn tại sao lúc sáng nay tôi không quay nhà của Lộc? Thực ra là tôi có quay rồi, nhưng mà tôi về tôi yêu cầu người lắp ghép video cắt bỏ cái phần đấy đi, bởi vì mình yêu mến Lộc, mình không muốn quay nhà của Lộc lên khi mà chưa có sự đồng ý của Lộc. Mình quay rồi nhưng mình không đưa lên YouTube. Mình đi tìm rất lằng nhằng mãi mãi để chúng ta thấy, nhưng cuối cùng mình vào nhà Lộc và mình quay từ trong nhà cổng nhà Lộc đi ra. Mình đến cổng Lộc thì được một cậu thanh niên dẫn vào, được một chị bán hàng ngoài ngõ chỉ, sau đó thì mình vào mình tìm cũng được. Thì được một thanh niên dẫn vào thì mình thấy nhà Lộc vẫn có camera, một camera phía trước, một camera ở bên bên trong và một cái bóng điện vẫn đang thắp sáng, bóng điện đóng bóng dài dài, bóng neon á, vẫn đang thắp sáng. Tôi gọi không thấy ai trả lời, khả năng là không có ai ở nhà. Và một số người bảo là Lộc đi Đà Nẵng chưa về, bởi vì hôm qua có người bảo Lộc đang về, cho nên là tôi mới hy vọng là Lộc về rồi tôi xuống luôn. Đấy, thì mình chả có điện thoại, biết cách nào được, đành phải đến tận nhà chứ làm sao. Thì chiều hôm nay một người cung cấp số điện thoại của Lộc cho tôi, nhưng mà không biết là có đúng số không, nhưng tôi gọi không liên lạc được. Thì cũng có thể là Lộc đang đang buồn cái chuyện này cho nên là tắt máy hay sao tôi không hiểu nữa. Đây là cái số mà người đấy cho, cái đuôi là 749. Tôi không biết là có đúng số của Lộc hay không. Nhưng tôi gọi thì máy bị tắt máy, không có liên lạc được. Đó. Thì tôi nói như thế để chúng ta hiểu lẽ ra là tôi phải gặp Lộc từ rất lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới gặp. Đó. Nhưng mà bởi vì có mấy lý do. Thứ nhất là sợ người khác nghĩ là mình lợi dụng Lộc, chứ nếu không mình đã gặp từ hồi mà kênh của Lộc chưa bật kiếm tiền đó. Hoặc là mới bật kiếm tiền là mình đã gặp rồi. Cái thứ hai là mình vào kênh Lộc tìm nhiều lần nhưng không thấy mail, không thấy số điện thoại. Như một số kênh khác, mình có những kênh mà nhân viên của mình á, mình thì thực ra nói là học trò mình, nhưng mà người đấy không phải không có học trò mình mà là nhân viên của mình. Kênh của nó cũng 600-700 ngàn người đăng ký rồi, nhưng mà nó có đặt cả Gmail, cả điện thoại của nó trên á. Và cậu đấy lại chủ động gọi điện cho tôi cho nên nó cũng dễ nói chuyện. Chứ còn Lộc tôi tìm mail không được, tôi tìm điện thoại không được. Và mình cũng bận á. Và cái quan trọng nhất là mình sợ người ta nghĩ là mình lợi dụng, cho nên là mình đến bây giờ thành ra đến bây giờ mình mới mới tìm Lộc là vì như vậy. Còn giúp Lộc thì mình có thể giúp được rất là nhiều thứ, chứ không phải có riêng mỗi cái chuyện này đâu, bởi vì mình từ một cái hoàn cảnh khó khăn giống Lộc rất là nhiều mà đi lên để thành công được như ngày hôm nay thì chắc chắn là những cái kinh nghiệm của mình sẽ giúp được rất nhiều người chứ không phải riêng Lộc. Vấn đề là ai muốn nghe. Đấy. Ai muốn học thì người đó học. Bởi vì có những người mình dạy họ, họ thành người, nhưng có những người mình dạy họ không thành người được, chịu thôi. Nó có tôi có một cậu học trò nghiên cứu về đạo Phật, cậu ấy bảo với tôi là nhân duyên thầy ạ. Đấy. Họ họ có duyên với mình hay không? Đấy. Thì tôi nghĩ là cậu nói cũng có phần đúng, nhưng mà có những cái cậu bảo là mình không cần thiết phải đi tìm họ. Nhưng mà tôi nghĩ là
Hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác ấy, được xem là một trong những người không biết là có được xem là thần y không, ông đấy cũng giỏi tuệ tĩnh là xem là thần y rồi. Thì Hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác ấy, ông cũng tự đi ra cái nơi mà ngày xưa những người bị bệnh hủi ấy, là người ta xa lánh người ta không đến ấy, thì ông vẫn tự ra ngoài đấy ông tìm đến họ để ông cứu chữa họ. Và đêm mưa sấm sét ở mâm thì đệ tử của ông bảo thầy đừng đi để chúng con đi thôi, nhưng ông vẫn đi. Đấy, thì tôi nghĩ là thôi thì giúp được ai thì giúp, còn duyên đúng là cũng phải có cái duyên nữa thật, thì giúp được ai thì giúp. Mình cứ ấy tôi với công việc tôi thì cũng trăm công nghìn việc, thậm chí còn còn hẹn với nhiều người mà phải gác hẹn lại đây để mình đi việc của Lộc trước. Sáng nay là chờ lấy chờ không thấy Lộc với cả Thủy nhắn, mặc dù hôm qua thì Lộc cả Thủy đều có bình luận trên YouTube của mình. Thủy bảo là chúng cháu sẽ liên hệ nhưng mà chờ mãi không thấy liên hệ thì mình phải chủ động đi tìm thôi. Đó, còn giúp được như thế nào thì cứ phải gặp thực tế thì mới nói được là giúp được như thế nào. Đó thì từ nãy đến giờ tôi tâm sự một cách là rất là từ đáy lòng của mình chứ không có như cái vấn đề gì hết, ai hiểu như thế nào thì hiểu. Còn những người hầu như 100 người hay 1.000 người hay là nói chung là 98% là những người yêu mến Lộc, tôi đọc thấy chỉ có một vài người vào nói ngây thôi, còn hầu hết là những người yêu mến Lộc, trừ trên cái kênh mà anh chủ nhà kia thì vào bênh anh kia thì tôi không nói, còn hầu hết trên kênh của tôi đọc là hầu hết là yêu mến Lộc, ủng hộ Lộc và ủng hộ tôi. Đó, tôi thấy hầu hết là thế, 98%, nên tôi cũng rất là vui, mặc dù cũng có những cái bình luận mình khiến cho mình cũng hơi hơi buồn tí, bởi vì nó bảo mình là nếu muốn giúp Lộc thì đi mà giúp đi, sao ngồi đấy mà nói, thì đi đêm hôm qua làm sao mà đi được, mà biết đâu mà đi, tôi có biết địa chỉ của Lộc đâu, sáng nay phải mò đi tìm khắp nơi. Đấy, chúng ta thấy tôi vào cả công an đầu tiên thì nhiệt tình tiếp mình lắm, sau nhìn thấy máy quay thế là không tiếp nữa, bảo anh chờ tí, sau đi đâu luôn, mình không không chờ được, thì mình đã dặn người quay phim mà trốn đi đừng để họ thấy, và cũng làm cái làm mờ đi, che mặt họ đi đừng có để thấy hình mặt công an. Nhưng mà không biết là vì họ thấy máy quay hay là vì họ bận việc thì mình không biết, nhưng mà mình không tìm được, sau mình phải nhờ người này người khác, rồi cuối cùng thì cũng tìm được nhà của Lộc đó. Và mình như mình nói là vì cái tình yêu tình cảm mình dành cho Lộc cho nên mình không quay nhà của Lộc lên, mình có quay nhưng mình cắt cái phần đấy ra mình để lại đây, thì hôm đó mình không có quay lên bởi vì giữ cái quyền riêng tư cho người ta. Đó, còn thực sự vào thì cũng thấy thương thật, nếu mà chỉ xem trên kênh không á thì chỉ yêu mến thôi, chỉ chưa thương lắm đâu, yêu mến thôi, bởi vì cũng không biết là khổ đến cỡ nào, nhưng mà vào mình thấy là cái đường vào rất là nhỏ, nhà thì không có gì đâu, cái nhà mới nhưng mà thực ra quay trên video nhìn thế thôi, nhưng nhà rất là nhỏ, nhà cấp 4 rất là nhỏ, không có gì cả, rất là đấy một cái ngõ nhỏ đi vào như thế. Đấy. Thì tôi thì sinh ra trong một cái gia đình, một cái vùng quê rất là khổ, tôi biết rồi, và tôi nhìn thấy như vậy mình thấy rất là thương, cho nên là mình lại càng quyết tâm để có thể giúp được cái gì đó Lộc thì mình giúp. Rồi xem mà bây giờ thấy bình luận nhiều này, không biết mình có trả lời nổi các bình luận của mọi người không, xem mà có cái bình luận nào mình cần trả lời thì mình sẽ trả lời. Chào, mình chào chung nhé, vì mọi người chào, nếu mình không chào lại đừng từng người được đâu, để mình chào chung tất cả quý vị và các bạn nhé, các anh chị em và các cháu này. Họ Hóa nè, mình chưa gặp Lộc, lý do là Lộc chưa về Nha Trang, mình vào tận nơi rồi, hy vọng là có thể gặp em gái Lộc hay ai, nhưng mà gặp hàng xóm thôi, không có gặp Lộc, vào tận nhà rồi đó, cũng may là mình tìm được nhà, đấy là cái mừng rồi. Đấy, chào chung mọi người nhé. Đấy, chưa liên lạc được với Lộc, điện thoại thì có người cho đây rồi nhưng gọi thì không liên lạc được, chắc là cũng mệt quá nên tắt máy hay sao. Thực ra mình còn thấy mệt nữa là Lộc. Cảm ơn Thiên Đức. Mình xem có ai hỏi gì thì mình nói. Còn mình không chào ria chào từng người được, do nhiều người chào mình đi chào từng người mất thời gian quá của mọi người á. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn. Cảm xin cảm ơn. Cảm ơn xem có ai có ý kiến gì thì mình sẽ nói, bởi vì quan điểm mình rất là thẳng thắn, live stream mình chả sợ gì cả. Nếu sợ thì mình đã không dám live stream. Sợ từ cách ăn nói cho đến cái lương tâm của mình cũng có sợ, nên mình không có
Hợp đồng thì thấy trên mạng thôi, nhưng mà luật sư thì người ta cần cần cái hợp đồng thực tế chứ không phải mình nói trên mạng như thế. Đúng rồi, Lệ Hồ bảo Lộc sợ tiếp xúc với người lạ rồi không biết ăn nói. Thực ra Lộc cứ yên tâm, mình hoàn cảnh rất giống Lộc cho nên là Lộc không phải lo gì hết. Lộc cả Thủy cứ chủ động liên lạc với mình đi. Mình con nhà mồ côi đi lên sống ở vùng quê miền núi cho nên là không có ngại gì đâu. Mặc dù mình có được học hành ở các trường đại học nhưng mà mình xuất thân của mình là đúng là chân đất mắt toét. Con nhà nông mình chả sợ gì cái điều đấy, chả có xấu hổ gì cái điều đấy cả. Ngày xưa thì xấu hổ thật, ngày xưa đi học ra Hà Nội, úi rồi thấy các bạn Hà Nội nói tiếng Anh như gió, mình chả biết gì, từ lớp 1 đến lớp 12 chả được học một cái câu nào tiếng Anh. Mà sao không sao, bây giờ thì ngang như nhau hết à. Các bạn rất là tôn trọng mình. Kề nhà Lộc Luna, nhà Kuji. Thì mình vào nhà Lộc rồi, có điều là chưa gặp được thôi. Mình gửi cả tin nhắn cho cả Lộc, cả Thủy nhưng mà chưa thấy trả lời. Thực ra, cho nên là mình cũng không hiểu như thế nào nữa. Thì tất cả cũng phải chờ gặp rồi mới nói được. Chứ mọi người có hầu hết mọi người là đều lo lắng cho Lộc, cũng bên cạnh đó thì cũng có những cái ý nói là Lộc là như kiểu là dàn dựng ấy, thì mình không 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 bình luận những cái đấy vì mình cần gặp Lộc, thì không riêng gì vụ này mà mình còn có thể hỗ trợ và giúp Lộc nhiều thứ khác liên quan đến kể cả công ty mình ngày xưa mình lập nên, mình còn đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam rồi được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp cho chứng nhận bảo hộ về thương hiệu cũng như là chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng ấy, sau này này đó, đầy cúp kiếp đầy đó, nên là mình nghĩ là mình có thể giúp Lộc được nhiều. Đúng rồi, thì cứ phải gặp thì mình sẽ xem giúp được đến đâu và phải gặp, chứ còn mình cứ nói phét mình không có giúp được người ta thì không hay, mình phải gặp thực tế để xem mình giúp được đến đâu. Chứ còn Lộc cứ yên tâm là thực ra là mình là giúp được nhiều đó, bởi vì mình có một cái quan hệ khá, mình không cứ gặp mình đi xong xem như thế nào giúp được đến đâu thì mọi người sẽ biết thôi. Chứ còn không thì mọi người lại bảo mình nói phét, bởi vì tối hôm qua mình livestream có những người bảo mình đi mà gặp đi chứ nếu muốn giúp rồi xong rồi để mà nói tối làm sao đi được, sáng ngày ngủ ra mình chờ mãi không thấy luật ấy Lộc ấy là mình đi luôn, đi tìm luôn. Không, nhưng mà nhiều khi mình thông cảm Lộc nó cũng mệt á, nó cũng buồn, nó không phải đơn giản đâu. Tại vì mình, quý vị các bạn xem cái chương trình, một số chương trình truyền hình làm thì mình thì biết ngày xưa mình bị sốc lắm. Sốc đến nỗi mà bây giờ này mọi người cứ bảo mình là sếp thì phải béo lên mà tôi còn không béo được nữa. Cứ vậy thôi, nó bị nhiều chuyện nó buồn lắm. Trong cuộc đời nói thế thôi, ai đã từng trải qua mới thấy nó khủng khiếp. Đứng ngoài cuộc không cảm nhận được đâu. Tôi bị đến nỗi mà tôi không ăn uống gì được. Không ăn uống gì được, người nó gầy còn da mới xương. Nói chung là nếu mà sự thật thì nó buồn lắm, không phải đơn giản đâu. Người trong cuộc người ta mới hiểu. Mình đã bị nhiều cú sốc, bị nhiều nhiều đối tượng chơi đều lại mình, bởi vì mình hồi đó rất là nổi tiếng mà lúc đó tôi mình mới có 20 mấy tuổi, báo chí truyền hình làm với mình nhiều cho nên là nhiều người ghen ghét lắm. Cho nên mình hiểu cái những cái khó khăn của Lộc bây giờ còn ít tuổi mà. Nghệ An đúng rồi. Được rồi thì cứ không biết tình hình như nào, đang đọc bình luận của mọi người rất là nhiều, không biết mình có đọc hết nổi không. Cảm ơn mọi người đã động viên mình. Bây giờ mình không chú nhiều giấy khen này, giấy khen với cúp mà không còn chỗ để nữa, đặt lung tung cả lên. Đúng rồi, mình Nghệ An, mình sinh ra và lớn lên ở Nghệ An miền núi. Hợp đồng thì nói chung luật sư thì cũng nói không có cái hợp đồng nào là vĩnh viễn cả, nhưng mà luật sư vẫn nói mình là quan trọng là phải có trong tay thì lúc đó mới nói được, chứ còn không không có mình nói linh tinh thì nó không hay. Mình yêu quý Lộc cho nên mình đến nhà Lộc mình mới không quay nhà Lộc. Chứ nếu mình đến nhà của cái cậu mà kênh mà anh chủ nhà hay đến một người nào khác mình quay lên liền mình có vấn đề gì đâu.
Cậu này không hiểu gì cả. Tất cả nó là cái duyên. Bởi vì Lộc cũng chưa có nhờ ai. Lộc có nhắn tin và Thủy cũng nhắn tin là sẽ cảm ơn và sẽ liên hệ thôi, chứ còn chưa có nói gì, cho nên là rất nhiều cái bình luận của mọi người chắc mình không đọc hết được. Nhiều nhiều này không biết là có ai có cái có ai có ý tưởng gì không. Đây rồi, có người bảo là con sẽ trực tiếp liên lạc với Lộc, con ở gần nhà Lộc, nếu có kết quả con sẽ nhắn tin Facebook cho chú. Có kết quả nhắn tin điện thoại cho mình luôn. À, điện thoại của nhân viên mình là 0975 486521. Tại sao mình đưa số điện thoại nhân viên? Vì điện thoại đó là hầu như lúc nào mình cũng cầm. Tại sao mình không cung cấp số của mình? Bởi vì số của mình trước đây mình cung cấp lên, xong rồi nó suốt ngày nó gọi điện bán nhà, bán đất, bán biệt thự, rồi bán giới thiệu chứng khoán, rồi thị trường chứng khoán phái sinh quái quỷ gì đấy, nó suốt ngày nó gọi, nó quảng cáo mình ớn quá, cho nên là mình không có đưa cái điện thoại của mình lên được. Mình đưa số điện thoại của nhân viên mình đó, hầu như mình thường xuyên cầm cái máy đó, mình đang chờ. Nếu mà bạn có được cái thông tin của Lộc thì chủ động báo cho mình, nhắn tin cho mình, hoặc là số điện thoại của Lộc thì nhắn cho mình vào cái số 0975 486 521, hoặc là cái số 0977 99 55 35. Số này tôi dùng chắc cũng phải mấy chục năm rồi đó, nhưng mà cũng hay bị quảng cáo nên tôi rất ít khi cầm cái máy đấy. Trước đây là số của tôi, số của tổng giám đốc. Nhưng do nó bán các cái thông tin của tôi cho các cái đối tác, nó bán linh tinh ấy, cho nên là cứ bị nó gọi quảng cáo suốt ngày, tôi ớn quá tôi không cầm cái máy đấy. Thì tốt nhất là nhắn cho tôi vào cái số 0975 486 521. Còn cái số 0977 99 55 35 á, thì số đấy cũng cũng bị quảng cáo nhiều, cho nên là nhiều lúc mình cũng sợ không không có nhận được. Cái số kia thì ít ít hơn. Đúng rồi, vì hôm qua mình cũng quên nói cái số điện thoại của mình nhé, trên live stream, hay sau đó kết thúc live stream thì mình có ghim số điện thoại của mình ở dưới á. Nhưng mà mình quên nói trên live stream. Thật là nhiều lúc live stream thì nó nằm trong đầu mình nó ra, chứ không có ai chuẩn bị kịch bản cho mình. Ví dụ như mình lên chương trình Người Đương Thời của VTV1 truyền hình Việt Nam ấy, là kịch bản của MC họ dẫn, là họ có những người hỗ trợ, còn mình là thôi á. Cứ thế lấy trong đầu ra mà nói, chả có ai hỗ trợ mình cả. Bây giờ live stream thế, không có ai ở đây, tất cả tôi một mình một phòng. Hôm qua thì đang có thằng bé nó đăng Facebook cho, còn hôm nay một mình tôi. Tôi cũng chả muốn làm phiền người khác. Rồi thì chúng ta sẽ hy vọng là giúp được Lộc thôi, vì giúp được nhiều thứ lắm, không vấn đề gì cả. Mà không giúp được Lộc thì cũng giúp được những người khác, không vấn đề gì. Vì thực ra thì từ trước giờ mình giúp nhiều người rồi, nhưng mà giúp được Lộc thì chắc là cũng vui hơn, bởi vì mình cũng quý mến Lộc, giúp cái người mà mình yêu mến.